Chào anh em nha, nay còn hai cái bận hai xị nhưng mà chung là theo mình á thì còn đúng hai cái cuối cùng thôi thì mình sẽ thanh lý nhanh cho anh em nha. Hai cái này là bận rim thái nha anh em nha. Bận rim thái nó có lỗ này, lỗ và nó nhìn nó khác với shop nha anh em nha. Thì nó một cái thì nó bị nứt đây và nứt đây, nên em về có thể tự dán keo lại được. Mình là mình không có chơi bùa chú cho nên là mình không có đụng chạm với nó hết. Đầu cái này không, cái này không tét nhẹ đây thôi chứ cái này không phải bị đây thôi nha. Đây. Ở đây nữa thì nứt một miếng này. Ở bên này thì nó sẽ bị nứt ở đây. Nứt này thì dễ khắc phục hơn. Và nứt ở đây, miếng bê con bên này ok hơn này. Hai cánh bự nó sẽ nhẹ đây. Thì hai cái bự này á, giá là 200 ngàn một cái nha anh em. Nhưng mà hôm nay mà là cuối tuần rồi, với lại còn đúng hai cái này thôi. Tại vì mấy cái không có lỗi, mấy lỗi nhẹ là mình đợi hết rồi nha anh em nha. Thì anh em khác hình như là 40 cái mình cũng nhận được khoảng mười mấy cái rồi đó. Thì còn lại hai cái cuối này thì đăng nhanh cho anh em luôn, hai cái 300 nha. Anh em nào lấy thì liên hệ với Đạt, cái này mà anh em thầy thợ mua về khắc phục lỗi lại xong là bán ra là quá ok luôn. Bởi rim thái bây giờ là bên thái cắt mẫu rồi nha anh em nha, không còn mẫu để bán nha. Cho nên là anh em cứ yên tâm là bây giờ là mấy cái này là dạng hàng quý hiếm rồi, mua là không có đâu anh em. Nó mới 100% nha, mới 100% chưa sử dụng nha anh em nha, mới 100% hết, không có sự chưa qua sử dụng nha, chưa chạy km nào luôn. Nên là anh em cứ yên tâm mua về là anh em chúng ta lên xe sử dụng. Bự thái nó dài lắm, không hứng thoải mái, không có lo bể nha anh em nha, thái nó trâu bò lắm, nên là anh em cứ yên tâm. Rồi anh em nào cần liên hệ với Đạt nha, cảm ơn quý anh em rất là nhiều.